giảng tòa nhân sanh hạnh phúc Làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như Pháp Người giảng Thầy giáo Thái Lệ Hút Số một tổ tiên xa xưa 4.500 năm trước Giáo dục con cháu của họ như thế nào Số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào Số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đề tự quy Ngày 20 tháng 11 năm 2004 Thành phố Hải Khẩu Trung tâm Dở Lòng Quốc học Hiếu Liêm tập 35 Xin chào các bạn hữu Chúng ta vừa mới nhắc đến Khoa một thứ tư Rất quan trọng là Tu thân Chính là phải biết sửa lỗi Chúng ta nói người không phải thánh hiền Không có ai mà không có lỗi Có lỗi mà biết sửa Thì không có gì thiện bằng cho nên tục ngữ nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng một người thật sự có thể hối cải triệt để sửa lỗi triệt để đó là người sẽ khiến người ta vô cùng cảm động khiến người ta vô cùng khâm phục chúng tôi mở khóa trình năm ngày tại thượng hải trong đó có một anh bạn chúng tôi sau đó đều gọi anh là quý hơn vàng bởi vì lãng tử quay đầu quý hơn vàng tại vì sao gọi anh là quý hơn vàng vậy bởi vì anh bạn này chị của anh ấy từng nghe bài giảng tại lô giang an huy sau khi nghe bài giảng này liền gọi đi điện thoại cho em trai của cô em trai của cô là chủ của một công xưởng cô nói với em trai của mình bất kể mấy ngày nay em có thể kiếm được bao nhiêu tiền em nhất định phải đến thượng hải để nghe giảng Em trai của cô sau khi nghe xong Lập tức Liền đem tất cả công việc buông xả Tối ngày đầu tiên chạy đến địa điểm chúng tôi lên lớp Tại vì sao anh ấy nghe lời của chị của mình như vậy Anh ta nói Chị tôi xưa nay chưa từng Có dùng cái ngữ khí kiên định như vậy Để ra lệnh tôi Bình thường đều là rất khách sáo Thương lượng với tôi sở dĩ chỉ có lần này là ra lệnh kiểu này cho nên chị của tôi nhất định là có dụng tâm của chị ở trong đó tôi lập tức nhận lời ngay sở dĩ anh bạn này anh ấy có tâm cung kính đối với chị còn có thể hiểu được dụng tâm của chị mình anh ta đến nghe giảng được hai ngày vẻ mặt cũng không có gì thay đổi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào thầy giáo giảng bài sau đó há hóc miệng Là như thế này Chúng tôi mỗi thầy lên bục giảng bài Để chú ý đến anh ta Thật là nhìn không chớp mắt Sau khi đã tham gia hai ba ngày rồi Có một buổi tối Anh nói anh nhất định phải gặp tôi Chúng tôi liền gặp mặt anh tại văn phòng Vừa mở đầu Anh liền nói Thầy Thái Đạo lý mà thầy giảng Ở trong quá trình Tôi không phải chỉ có biết Mà tôi ngộ được rồi Tôi là dùng cuộc đời thế hội được rồi Bởi vì lúc tôi lên lớp Có viết một hàng chữ là Biết Ngộ được Làm được Mới có thể đạt được Người bình thường nghe những lời Giáo huấn thánh hiền này Sau khi nghe rồi chỉ là biết thôi Vẫn chưa có thể ngộ được Nó là chân thật, không dối vẫn chưa có thể ngộ được Nó hoàn toàn là một Không phải hai Với đời sống của chúng ta Anh ta nói Nhà có tích thiện Ác có thừa điều lành là sự thật Bởi vì cuộc đời anh Có rất nhiều lần Khi phạm phải Sai lầm rất lớn Đều là do đức hạnh của cha của anh Dạy cứu cho anh Anh ta lần đầu tiên cầm dao Sắp đi giết người lúc đi đến nửa đường thì người bạn tốt của cha anh ấy nhìn thấy anh ta vẫn đùng đùng cầm con dao như vậy trong lòng nghĩ con cái của người tốt như vậy không thể để cho cậu ấy gây ra sai lầm lớn cho nên cậu ấy được bạn của cha kiên quyết kéo cậu ta lại tôi muốn nói bạn của cha cậu ấy cũng thật sự có dũng khí cái gọi là đau thương không có mắt trong cơn thịnh nộ Đợi một chút đẩy vào ông một cái Con dao ngay lúc không cẩn thận Thì có nguy hiểm rồi Bởi vì cha của cậu là Làm việc về phương diện tín hiệu vô tuyến Cậu nhớ lúc nhỏ Thường thường Trời mưa trời gió Chỉ cần có người yêu cầu Thì cha của cậu Đều lập tức ra giúp đỡ ngay Cho nên ở trong làng sớm Được thanh danh rất tốt cho nên bởi cha của cậu Giúp đỡ từng ly từng tí Đối với người trong làng sớm Cho nên cuộc đời cậu có mấy lần đại nạn Đều được quá giải hết Cậu nhắc đến Cậu lúc nhỏ học hành rất tốt Không phải không ham học Nhưng mà sau đó Bởi vì khoảng 19 tuổi Đi kinh doanh buôn bán Kinh doanh buôn bán kiếm được rất nhiều tiền Trở về đến nhà những người bà con làng xóm này đều nói anh thật giỏi quá kiếm được nhiều tiền như vậy câu nói này có tốt hay không mọi người đều nói anh tài giỏi như vậy tuổi còn trẻ như vậy mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy loại tám gió này vừa thổi qua liền không biết mình là ai rồi lập tức bay bổng ngay cho nên cậu ấy nói cậu 19 tuổi Đã cầm được điện thoại cầm tay rồi Là cái lớn cỡ này Mỗi ngày cầm ở đó dáng vẻ rất oai Chỉ bởi vì cậu có tiền Cho nên bắt đầu càng ngày Càng dương dương tự đắc Tự đánh giá mình quá cao Sở dĩ bởi vì có tiền Nên rất nhiều thói quen xấu Cũng theo đến Bắt đầu chơi bời Trác tán Đến cuối cùng cũng bị nghiện Toàn bộ cuộc sống sụp đổ rồi Sau đó Đến trại cai nghiện Cậu nói cũng là rất dứt giả Tôi tin các vị các bạn Bạn không có cách gì cảm nhận được nỗi đau khổ Của người cai nghiện Cậu nói mỗi lần muốn từ bỏ liền có một sức lực rất mạnh giúp đỡ cậu Cậu liền nghĩ là ta đã không thể hiếu tạo với mẹ của ta rồi ta không nên khiến mẹ tiếp tục đau khổ nữa cho nên là do cái tâm hiếu giúp đỡ cậu cuối cùng cai được nghiện rồi cho nên anh bạn này cậu thật sự có thể quá giải nguy nan của cuộc đời do hai thái độ quan trọng một cái là tâm hiếu một cái là chữ để anh nhường em kính đối với chị này mới có thể khiến cậu tiếp nhận được giáo huấn của thánh hiền anh bạn này anh ta nói con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không còn là nỗi đau khổ lớn nhất của đời người cậu nói cha của tôi đã qua đời rồi lúc cậu nói thì có một anh thanh niên ngay lập tức liền rơi lệ cho nên chúng ta Từ ngay trên bản thân của anh bạn Quý hơn vàng này Chúng ta có thể thể hội được Làm việc hiếu phải kịp thời Cậu ấy nói với tôi Thầy Thái, thầy không nên chỉ giảng cho những người này Họ đều là người tốt Chúng tôi đều là người xấu Cho nên chúng tôi cần thiết hơn Quý thầy nhất định phải nên Đến giảng cho chúng tôi Cuối cùng rất thú vị Chúng tôi đầu tháng 12 Sẽ đến Ôn Châu cậu là người ôn châu tin rằng nhất định sẽ chắc theo một số bạn bè đến để nghe thật vậy người cần giúp đỡ hơn có thể là người đã đi vào chỗ tối tâm của xã hội cho nên lúc đi giảng vào tuần trước tôi có đến nhà giam hà môn làm một buổi diễn giảng cho nên chúng tôi cũng là hy vọng có thể khiến ánh sáng hào quang của thánh hiền có thể soi chiếu đến từng ngóc ngách của xã hội chúng ta Anh bạn quý hơn vàng này Lúc anh sắp chia tay với tôi Anh liền nói Anh nói thầy Thái Để tôi thu xếp công ty ổn thỏa rồi Tôi sẽ theo thầy học một khóa Tôi nói được Nếu như cậu đến trại cai nghiện Diễn giảng nhất định sẽ đặc sắc hơn tôi bởi vì trong lúc cậu giảng Chúng tôi có dùng máy ghi âm ghi lại Cái đó rất đặc sắc Chúng tôi ở trong đại phương quảng Có bản thảo ghi chép Còn nói loại người chúng ta đây là ngốc nhất Đem đầu óc của mình Chỉ vì hưởng thụ nhất thời mà đem cuộc đời Đem đầu óc đi làm trò đùa Cho nên đây là thuộc vào Loại đầu tư nhiều nhất Mà hồi báo ít nhất Cậu có loại thể hội sâu sắc như vậy Chúng ta không thể nói ra được Người ta cai nghiện đau khổ như thế nào chúng ta cũng không biết cho nên bằng xem nếu như cậu có thể biết lỗi sửa lỗi cậu có thể có cái tâm yêu thương đi giúp đỡ những người đó đó đúng là con hư biết quay đầu quý hơn vàng điều này chính là chúng ta nói công đức vô lượng tôi tin là cậu ấy là thật lòng cho nên nhất định phải dũng cảm sửa chữa sai lầm của mình sửa lỗi phải bắt tay làm từ đâu vậy phải bắt tay làm từ chỗ khó nhất như vậy mới có đạo lực cho nên chúng ta hiện nay thử nghĩ tập tánh của mình cái nào nghiêm trọng nhất thì bắt tay làm từ đó bảo đảm bạn sẽ cảm thấy mình tiến bộ đặc biệt nhanh nếu như tính nóng nảy của bạn lớn nhất nhưng mà bạn nói muốn bố thí tôi đi tu bố thí thì bằng đời này bố thí vốn dĩ đã tu rất khá rồi Bạn không cần tu nữa rồi Nhất định phải đối trị tập khí Mới có thể Đức tiến dần Lỗi ngày giảm Đối trị lỗi lầm của mình Có thể từ ba phương diện mà làm Có thể từ trên sự mà sửa Cũng có thể trực tiếp bắt đầu Sửa từ khởi tâm đồng niệm ở trong tâm cái phương pháp nào tốt khởi tâm đồng niệm là căn bản nhất từ trên sự sao lại nổi giận rồi bản thân hối hận vô cùng lần sau lại nổi giận tiếp tiếp tục kiểm điểm một lần khi chúng ta mỗi lần trong lúc kiểm điểm ở trong tâm lại nổi giận một lần có hay không mỗi lần đều nói với người ta tôi chỗ nào đó lại phạm lỗi rồi sau đó khắp nơi giảng với người ta cái tâm trạng sai đó đã giảng mười mấy lần lại sai mười mấy lần cho nên một người sửa lỗi sám hối không phải cứ đi nói với người khác hoài mà là sau này không tái phạm nữa đó mới là cốt tủy đích thực của sửa lỗi cho nên phạm sai lầm từng chi từng phút đốc thúc mình lần sau không được phạm đó mới là quan trọng không phải bạn nói với mười mấy người rồi thì lỗi lầm của bạn sẽ không còn nữa đó là tự an ủi mình sửa từ trên sự thường thường hiệu quả không rõ ràng sửa từ trên lý cũng rất tốt bạn hiểu được lý thì tâm an rất nhiều đạo lý dần dần hiểu rõ là có thể từ từ điều chỉnh trở lại phương pháp nhanh nhất chính là nhìn từ trên tâm Đạo lý của Thánh Hiền chẳng qua là Chủ kính Tôn thành Khi ý nghĩ của chúng ta không chân thành Không cung kính Lập tức đem Ý nghĩ Chuyển hết Như vậy hành vi của bạn Sẽ không bị sai lầm Cho nên công phu Tu sửa của một người Chỉ cần có thể vào đến khởi tâm động niệm Thế thì cái tốc độ sửa lỗi này Sẽ rất nhanh Vậy con người đương nhiên nếu học Thì phải học phương pháp Nhanh nhất Có người nào đã biết mấy phương pháp Sau đó lại đi học Cái phương pháp không nhanh đó hay không Cần phải biết phán đoán Lựa chọn Nhớ là dùng phương pháp tốt nhất Đương nhiên bạn có thể làm cùng lúc ba phương diện Từ trên sự Từ trên lý Từ trên tâm Đều sửa quán chiếu ý nghĩ của mình có chân thành hay không có bình đẳng hay không có thanh tịnh hay không có cung kính hay không không nên tự mình lừa dối chính mình việc đó mới là việc đáng buồn nhất của đời người cho nên sửa từ trên tâm là giống như đốn một cây độc vậy trực tiếp chặt đứt từ gốc trực tiếp đốn góc của nó sửa từ trên sự là giống như hái lá vậy đem cái lá độc đó hái xuống cuối cùng hái cả ngày rất không dễ dàng hái hết số lá này cũng phải tốn khoảng chừng 3 tháng cuối cùng ở đây hái xong bên phải hái xong thì bên trái lại sinh ra khiến bạn mệt cả ngày cảm thấy công phu không đắc lực cho nên sửa từ trên sự quá chậm Sửa từ trên lý là giống như Bẻ một cành cây, nhánh cây Nhưng mà vẫn còn những cành cây khác Có thể lại sinh trưởng ra tiếp Cho nên chúng ta vẫn là Điều chỉnh từ căn bản Hạ công phu từ khởi tâm đồng niệm Đây là phương pháp Sửa lỗi Diệt thành hai bài Do con người quyết định Người có loại quyết tâm như vậy Nhất định có thể đối trị Thói quen xấu của chúng ta Mà đối trị thói quen xấu Không nên so với chính mình Nên so với thánh hiền Bởi vì nếu như bạn so với chính mình Thì sẽ tự an ủi mình Anh xem ba năm trước Nếu như ba năm trước anh nói với tôi như vậy Thì anh không biết đã đi về đâu từ lâu rồi Anh đã đi vào trong bệnh viện Từ lâu rồi Vậy thì không được Loại thái độ này không thể tu được rồi cho nên chúng ta phải so với thánh hiền cho nên cần có cái tâm mong thánh cầu hiền sửa lỗi là khiến cho đức hạnh bạn tu không bị rơi rớt hết nhưng mà đức hạnh nếu muốn tiếp tục tích lũy thì phải hướng thiện thì phải làm việc thiện điều này rất quan trọng trước đây chúng ta cũng có bàn đến thiện có thật Có giả Có đúng Có sai Có lớn Có nhỏ Có ngay có công Có khó có dễ Có rất nhiều góc độ Các bạn có thể xem liễu phàm tứ huấn Nói rất rõ ràng Cho nên phải phân biệt được thiện Thì việc hành thiện này của bạn Mới có thể làm đúng Nếu không bạn rất có khả năng dùng tâm thiện Mà làm việc ác Cái gọi là tính mà chẳng phải tính. Bạn nhận lời người khác giống như là giữ chữ tính, nhưng mà người khác cái việc đó là lừa dối vợ của họ. Thế thì bạn đây là tính mà chẳng phải tính. Tính phải phối hợp cùng với nghĩa mới là tính chân thật. Cho nên cái việc này đã không phải là tính nghĩa chân thật rồi. Thế mà bạn vẫn đi tuân thủ thì bạn là nói giáo cho giặc cái này là tính mà không phải tính phải biết phán đoán thí dụ nói từ mà chẳng phải từ xem ra rất từ bi đối với người rất hòa thuận ở trong luận ngữ nói hương nguyện tả khâu minh sĩ chi khâu diệt sĩ chi tức là loại người hương nguyện này tiên sinh tạ khẩu minh cảm thấy rất hổ thẹn về họ khổng phu tử cũng cảm thấy không đồng ý về họ hương nguyện là chỉ tất cả mọi người ở trong làng sớm người nào cũng nhìn họ rất vừa mắt ngay cả người xấu cũng nhìn họ rất vừa mắt khổng phu tử nói điều này không tốt điều này sẽ khiến người ta không phân biệt được đúng sai Nhìn thấy người xấu hình như xấu Họ cũng xem như không nhìn thấy Khiến cho cái xã hội này Đúng sai thiện ác đều lẫn lộn Gặp nhau đều không làm mất lòng ai cả Chào anh chào anh Như vậy trái lại là giặc của Đức Khiến người ta không cách nào phán đoán được thiện ác Cho nên khi đứng trước người ác Bạn cũng cần phải chỉ trích Khuyên bảo một cách chính trực Cái này mới là khí khái của người có ăn học cho nên cái này là từ mà chẳng phải từ Bạn đối với người nào cũng rất nhân từ Khiến những người ác này thậm chí là con cái của chúng ta Bởi vì cái từ của bạn mà trái lại làm rất nhiều việc xấu Và bạn đều không có ngăn chặn Chúng ta nói từ bi đa Hòa hại Phương tiện xuất Hạ lưu Khi lòng khoan dung của bạn đã khiến người ta lợi dụng cơ hội Thì lòng khoan dung này của bạn không có trí huệ rồi Cho nên từ mà chẳng phải từ Lễ mà chẳng phải lễ Chúng ta cần phán đoán cho được Đối với người rất cung kính Động cơ của họ là gì Nếu như chỉ là gì tự tư tự lợi của mình Thế thì đây cũng không phải là lễ phép chân thật Mà là Có mục đích khác Chúng ta cũng phải nhìn ra cho được cho nên thiện phải biết phân biệt Sau khi phân biệt rõ ràng Nhất định phải tích cực Đi làm Phu tử tán tháng Học trò của Ngài cũng nhắc đến Nghe thấy thiện tất làm ngay Phu tử nói Nha uyên Đắc nhất thiện tắc quyền quyền phục ưng Nhi phất thất chi hỷ Được một cái thiện từ đó vì sao Đều để ở trong tâm Vừa có cơ hội liền làm ngay cho nên làm việc thiện không nên chờ đợi. Đời người có hai việc không nên chờ đợi. Thưa các vị, là hai việc nào vậy? Làm việc hiếu, nếu như các bạn không thể trả lời được làm việc hiếu thì thì tôi phải tự nhận lỗi và xin tự chức, làm việc hiếu không nên chờ đợi, ở của cha mẹ phải nhanh chóng hết lòng hết sức hồi báo làm việc hiếu làm việc thiện không nên chờ đợi đương nhiên làm việc hiếu là đứng đầu trong các việc thiện làm việc hiếu cũng là làm việc thiện thế tại vì sao làm việc thiện không nên chờ đợi vậy các vị bạn hữu đời người đều có lành dữ họa phúc có người nào nói tôi đời này chỉ có tốt lành và phúc đức hoàn toàn không có chuyện hung dữ già họa hại không ở cái thế gian này không thể tìm ra loại người này vào thời xưa có thể vẫn còn tìm được Ngày xưa cũng không có nhiều xe lửa máy bay như thế này Ngày xưa giống như thời đại nhiêu tuấn Lòng người vô cùng mộc mạc Có thể cả đời bạn đều không gặp phải nguy nan Nhưng mà hiện đại khác nhau rồi Xung đột giữa người với người quá nhiều Cho nên khó tránh khỏi bạn cũng phải gặp lành dữ hòa phúc Đồng thời xuất hiện ở trong cuộc đời của bạn Các vị bạn hữu Lúc bạn gặp phải chuyện hung dữ Gặp phải quả hại Bạn có chắc chắn quá dữ Thành lành hay không? Ai chắc chắn xin giơ tay Các bạn đều không chắc chắn à Thế các bạn mỗi ngày chẳng phải sống rất căng thẳng sao Bạn xem Đời người lúc nào sống rất yên ổn Đời người lúc nào có thể sống Hoàn toàn không có sợ hãi Quá ít người sống được cuộc sống Của loại tâm cảnh này Dân Bạn mỗi ngày lật tờ báo ra Những người xảy ra chuyện như vậy Bạn càng xem càng lo lắng Không chỉ lo lắng cho mình Còn lo lắng cho ai vậy Lo cho con cái Lo cho người thân của mình Họ có xảy ra chuyện gì hay không bà có tin nửa đêm nếu như có một cuộc điện thoại vang lên trong tâm của bạn lập tức ai xảy ra chuyện rồi sao cho nên con người sống quả thật sự là không có cảm giác an toàn thế thì chúng tôi xin hỏi một chút phiền não cho cuộc sống của mình lo lắng cho sự an toàn của người thân có giúp ích gì cho họ hay không không giúp ích được gì bản thân bạn vẫn bỏ công sức vẫn làm hại thể xác cho nên con người đều đang làm gì vậy làm những gì không lợi ích cho mình cũng không lợi ích cho người khác bạn càng lo lắng cho con cái của bạn nó có thể cảm nhận được hay không có thể cô biết nói mẹ chỗ này cũng lo lắng cho con Chỗ kia cũng lo lắng cho con Bạn càng lo lắng cho nó Tâm của nó cũng càng lo lắng Cho nên thà tích cực Làm sao kinh doanh cuộc sống còn hơn lo lắng Cho những lành giữ quả phúc này của cuộc sống Khiến bạn có thể chuyển hòa thành phúc Cái này chính là Học vấn quan trọng nhất của kinh doanh dựng mệnh và cái học vấn này ở trong liễu phạm tứ huấn nói rất rõ ràng tiên sinh viên liễu phàm vốn dĩ chỉ có thể sống đến 53 tuổi sau đó bởi vì tích lũy công đức lúc ông viết bài văn này là năm 69 tuổi cuối cùng ông sống đến bảy mươi mấy tuổi đã kéo dài đúng 20 năm cho nên vận mệnh là Có thể thay đổi Vận mệnh là Với ai định đoạt gì Là chính mình Cái đạo lý này nhất định phải hiểu rõ Mới có thể sống vô tư trong sáng Có thể sống tự mình làm chủ vận mệnh Tại vì sao làm việc thiện Không nên chờ đợi vậy Lúc sự kiện 11 tháng 9 Hai tòa cao ốc tài chính Bỗng chốc sụp đổ xuống Xin hỏi ở trong hai tòa nhà này có bao nhiêu người? Quá nhiều người rồi Tôi nói với học trò của tôi Tôi nói hai tòa nhà này Là trụ sở chính của rất nhiều Mắc xích của ngành tài chính Trên toàn thế giới Của cái của những người này Đều là tột đỉnh không lo chuyện ăn mặc Họ ngày hôm qua có thể còn ăn một bữa cơm Phải là 5 ngàn đô la Mà có tin hay không Họ lại không biết ngày mai Họ sắp phải đi theo ông bà rồi Cho nên bạn có tiền cũng vô ích Không thể quá giữ thành lành Tôi có một anh bậc đàn anh Bạn của anh đã làm việc ở trong tòa nhà này Đúng mấy chục năm Mấy chục năm xưa nay Không có đến trễ Bởi vì người thế hệ trên chúng ta Rất giữ chữ tính Họ so với chúng ta mà nói Đối với nguyên tắc làm người Là rất có tính kiên trì Sở dĩ người bạn đó của anh xưa nay Không có đến trễ bao giờ Đứng vào ngày 10 tháng 9 Lên giường đi ngủ Lăng qua trở lại như thế nào Cũng không thể ngủ được Cũng không biết lăng đến khi nào Thì ngủ mất rồi Sáng sớm thức dậy Nhìn vào đồng hồ Ồ trễ giờ rồi Không kịp ăn sáng Nhảy lên tàu điện ngầm Khi anh bước ra khỏi tàu điện Tại New York Thì tòa nhà Liệt sụp đổ Cho nên đời người Giọt nước hạt cơm đều gió tiền định Nhiêm dương muốn bạn canh ba chết Thì không thể giữ bạn đến canh năm Dân mạng của bạn thật sự Kiếp nạn đến rồi Nếu như bạn không đủ phúc Thì không thể quá giải được Cho nên tôi làm một cái thí dụ Làm việc thiện là giống như gửi tiền trong ngân hàng vậy Hôm nay bạn gửi 200 ngàn Cuối cùng Cái kiếp nạn này đòi bạn 300 ngàn Mà lúc đó không đủ Thì ngay cả mạng sống Cũng đền cho đó rồi Nếu như bạn gửi 400 ngàn Lần tai nạn này đòi bạn 300 ngàn Bạn liền quá giữ thành lành Cho nên lúc cần cất giữ Thì hãy mau mau cất giữ Làm việc thiện phải kịp thời Không nên chờ đợi Bao nhiêu người giàu có Lúc điều bất trắc đến Liền dội dàng ra đi như vậy Rất nhiều cái gì bằng hữu chúng ta đi rồi không có sao Sau khi chúng ta đi rồi Có bao nhiêu người hết sức đau lòng con người sống không phải chỉ sống vì mình mà cần nên sống vì tất cả người thân đời người có ba sự việc đáng tiếc nhất việc thứ nhất tuổi già mà phải tiễn đưa con tuổi trung niên tiễn đưa vợ đưa chồng thiếu niên tiễn đưa mẹ đưa cha đây là ba việc rất bất hạnh của đời người việc thứ nhất chính là người tóc bạc tiễn đưa người tóc xanh điều đó sẽ khiến người vô cùng đau khổ và bạn thấy có bao nhiêu người trẻ tuổi đã diễn ra cái vở kịch này khiến cho cha mẹ họ phải dọn dẹp cho nên một người làm thế nào cuộc đời có thể gặp dữ quá lành nhất định phải kịp thời làm việc thiện đời người tuyệt đối không nên để những điều đáng tiếc này giáng xuống đầu những người xung quanh chúng ta chúng ta đã không kịp báo ân với cha mẹ rồi tuyệt đối không nên để loại sự việc đáng tiếc này xảy ra cho nên tôi cũng có một người bạn vợ của anh ấy đi rồi Tuổi còn rất trẻ Con vừa mới chào đời Như vậy là ba loại bất hạnh Đồng thời xảy ra Đồng thời xảy ra Có phải không? Vợ đi rồi Cha mẹ của cô ta Người đầu bạc Tiếng người đầu xanh Cậu ấy là trung niên đưa tan vợ Con của cậu ấy vừa mới chào đời Tuổi ấu thơ đưa tan mẹ Ba loại bất hạnh đồng thời xuất hiện Cho nên làm việc thiện tuyệt đối không được chờ đợi Tiền gửi tiết kiệm của bạn phải thật đầy đủ Thì cuộc đời sẽ trải qua rất an ổn Cho nên vận mệnh thật sự có Nhưng mà phải dựa vào chính mình để sáng tạo nên Vận mệnh tốt hơn Đường sinh mệnh Trên chỉ tay của tôi rất ngắn Đứt mất rồi May mà Tôi năm sáu năm trước đã nghe được học vấn thánh hiền. Nếu không thì có thể bây giờ tôi cũng không thể nhìn thấy mọi người, bởi vì tôi còn nhớ cái năm 29 tuổi đến năm 30 tuổi đó là cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Lái xe lúc nào cũng ngủ gật. Là thật, lái vào công lộ cao tốc, quả thật bạn cũng không biết tại vì sao mà nó mệt như vậy. Cuối cùng thì ngủ gật, vừa ngủ thì đâm ngay vào cái chỗ nhô lên ở bên cạnh đó. Giật mình tỉnh giấc Cảm thấy mình giống như sống chết trong tích tắc vậy Nhưng mà tôi tin là Bởi vì Tổ tiên có tích đức Chúng ta nói nhà có tích thiện ắt có thừa điều lành Bản thân mấy năm nay cũng là hết lòng hết dạ Đang dạy học Ở trong âm thầm Có phù hộ Cho nên có thể quá giải được Nhưng mà tai nạn của đời người Tuyệt đối không phải chỉ có một cái Bạn nên tích cực làm việc thiện nhiều hơn nữa để quá giải những tai nạn này. Tự nhiên chúng ta quá giải tai nạn không phải là nói chỉ riêng mình. Có thể may mắn thoát nạn. Trọng điểm không ở chỗ này, mà ở chỗ có thể hy vọng lợi dụng cuộc sống từ đây vì sao làm nhiều việc hơn nữa cho gia đình, cho xã hội. Đời người khó khăn lắm mới có được một lần thế này. Phải có trách nhiệm đem bản thân cố gắng dâng hiến ra. Cho nên các vị bạn hữu, làm việc thiện không nên chờ đợi Đài Loan có một vị nghệ nhân Tên là Hứa Hiếu Thuấn Ông vào tối hôm trước Ngày động đất lớn 21 tháng 9 Ngày 20 tháng 9 Đến vùng núi Nam Đầu Để chụp ảnh ngoài cảnh Chụp ảnh ngoài cảnh Cuối cùng họ đi lên là Muốn chụp ảnh Về loài dơi Vừa leo lên trên núi Giả lại vẫn là người địa phương người địa phương làm người hướng dẫn cho họ cuối cùng lúc chụp cũng không chụp được một con nào bình thường ở nơi đó nơi mà dơi ẩn hiện nhiều nhất cuối cùng dân địa phương khi nhìn thấy không ổn nhanh chóng xuống núi lúc động đất lớn sắp xảy ra chỉ có một loại động vật không biết con người sao bạn biết là con người vậy tại vì sao con người ở giữa trời đất này lại không nhạy bén như vậy vì sao vậy? Con người đã bị dục vọng Đem cái loại năng lực vốn có đó Của họ đã đóng kín hết rồi Động vật không có dục vọng gì Động vật mỗi ngày ăn được nó là tốt rồi Nó sẽ không nghĩ muốn đi hại người Cho nên Nó rất trong sạch Trước khi động đất chưa xảy ra Cái năng lượng đó đã phát ra Nó lập tức cảm nhận được Liền nhanh chóng hành động Cho nên trước khi động đất Rất nhiều dung đất đều dời nhà rất nhiều động vật Đều có xuất hiện hiện tượng lạ Khi họ chạy xuống núi Khi chạy được nửa lưng chừng Thì động đất đã xảy ra rồi Động đất ngày 21 tháng 9 Không phải lắc như thế này Động đất ngày 21 tháng 9 là dao động lên xuống Cho nên đã sụp đổ rất nhiều nhà cửa Làm chết hơn 2.000 người Lúc cái rung lắc đó của nó Là giống như một trận chấn động khổng lồ là ầm ầm đến như vậy lan truyền đến người đang tập trung tại đó nghĩ đến đều sợ run cả người vào thời triều nguyên có một người con có hiếu tên là lý trung toàn bộ thị trấn nhỏ đó của họ đã xảy ra động đất lớn triều nguyên thiên tai rất nhiều bởi vì triều nguyên giết hại giết hại quá nhiều cho nên chiêu cảm đến rất nhiều tai nạn cuối cùng khi động đất đến tất cả nhà cửa đều sụp đổ lý trung là người con có hiếu cho nên khi rảnh chấn động đến nhà của họ thì bỗng nhiên phân thành hai đường sau đó sau khi qua nhà của họ rồi lại hợp thành một đường chấn động tiếp chuyện này ở trong sách sự có ghi chép vì sao vậy là cái đức của ông tâm thiện của ông cho nên đã quá giải được kiếp nạn của ông Còn Con có hiếu không có tai nạn Bao nhiêu người con hiếu tránh được miệng hổ Cho nên chuyện này là chân thật không dối Khi một người có thiện là không thể gặp nạn được Tôi cũng không biết hứa hiếu thuấn Tại vì sao lúc đó ông sống được Sau đó có một lần ông đang tiếp nhận phỏng vấn Tôi cuối cùng biết tại vì sao ông có thể sống được lần đó lúc ông đang tiếp nhận phỏng vấn ông đã nói ông nói tôi đời này nếu như có một ly nước uống thì đảm bảo mẹ tôi nhất định có một chén cơm trắng để ăn lúc ông đang nói vô cùng chân thành chúng tôi có thể trực tiếp cảm nhận được cái tâm hiếu đó của ông không phải tâm hiếu của ngôn ngữ là tâm hiếu từ trong tâm cho nên tâm hiếu của ông đã hóa giải lần đại nạn này của ông cho nên làm việc hiếu Làm việc thiện không nên chờ đợi Chúng ta đã biết thiện quan trọng như vậy Thì phải mau mau bắt đầu đi làm ngay Tuyệt đối không phải ngày mai mới bắt đầu làm Bắt đầu từ khi nào vậy Ngay lập tức Đúng rồi, chúng ta bây giờ hãy xem Thiện có thể nhìn từ 10 góc độ Cái này cũng là 10 hướng hành thiện Mà tiên sinh liễu phàm sắp xếp Chúng ta hãy xem thử xem Đây là tôi đem nó phân ra Chúng tôi đem nó chia thành làm thế nào hành thiện Đối với người, đối với việc, giới vật Chúng ta xem cái đầu tiên Giữ tâm ái kính Cái này vừa rồi mới nói Sửa lỗi phải sửa từ tâm Hành thiện cũng phải hành từ tâm Tâm chính là hành bởi vì có cái tâm này mới có thể làm ra cái hành vi như vậy cho nên một người có thể luôn luôn giữ thái độ yêu thương người kính người thì cái họ cảm được là gì vậy yêu người thì thường được người yêu kính người thì thường được người kính cho nên từ trong tâm luôn luôn giữ cái tâm yêu thương giữ cái tâm cung kính thì người này nhất định mọi lúc mọi nơi cũng đang làm việc thiện cái tâm yêu thương và cung kính này Ngoài đối với người Xung quanh chúng ta ra Còn phải đối với ai vậy Còn phải đối với Cổ thánh Tiên hiền Còn phải có đối với tổ tiên chúng ta Cái gọi là Việc người chết như người sống Chúng ta phải không quên lời giáo quấn của khổng phu tử Không quên lời giáo quấn của mạnh tử Không quên lời giáo quấn của thánh hiền Cho nên cái anh bạn nhỏ đó khi diễn tập phòng không Cái ý nghĩ đầu tiên là hình khổng tử Vì này rất hiếm có Đối với con cháu đời sau của chúng ta Mà cũng phải có giữ cái tâm yêu kính Điều này người chúng ta hiện nay làm quá kém rồi Bởi vì vật dục lan tràn Chỉ nghĩ đến ta phải làm sao hưởng thụ Đến nỗi quá trình hưởng thụ của ta Đã phá hoại môi trường Đã gây nên biết bao hậu quả Ta không quan tâm Cho nên người hiện nay Loại thái độ này Chúng ta hiện nay Rất đáng buồn Chúng ta không nên để cho loại thái độ này Tiếp tục kéo dài thêm nữa Là phải bắt đầu từ bản thân chúng ta Ngay cả đối với người sau này Cũng phải có tâm kính yêu Đạo gia chúng ta có bác tiên trong đó có thầy của lữ động tân là chung ly chung ly muốn dạy cho lữ động tân một phép thuật gọi là điểm sắc thành vàng cái phương pháp này có tốt không sau khi bạn học được rồi điểm một cái sắc liền biến thành dạng chung ly liền nói với học trò anh cái phương pháp này sau khi học xong anh nhìn thấy người nghèo khổ điểm một cái là có thể giúp họ Giờ lúc này Lữ Động Tân đã hỏi một vấn đề Ông hỏi Cây sắt biến thành vàng này Sau này có biến trở lại hay không Có bị biến lại thành sắt hay không Chung Ly nói sau 500 năm sẽ biến trở lại Lữ Động Tân nói Thế tôi đã hại người 500 năm sau này rồi sao Vì vậy việc này tôi không làm Thầy của ông nói Thành tiên phải tích 3.000 công hạnh Cái tâm niệm này của anh đã viên mãn rồi Ba ngàn công hạnh đã viên mãn rồi Bởi vì anh không chỉ có thể nghĩ đến người hiện nay Mà ngay cả người 500 năm sau Anh cũng có thể yêu thương Đại biểu tâm của anh vô cùng Nhân hậu Nhân từ Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình Giữa cái tâm Kính yêu Tâm yêu thương và tâm cung kính của bạn Nhất định sẽ biểu hiện ở trong ngôn ngữ Hành vi Thái độ của bạn cái thứ hai chúng ta cần Kính trọng tôn trưởng Kính trọng người già Tôn trọng người hiền Là một đức tính tốt đẹp Ở trong Giáo huấn thánh hiền Của người Trung Quốc Kính trọng tôn trưởng Cũng phải tôn kính người hiền tài Lấy nghi thời cổ đại Đối với người đạo đức học vấn đặc biệt tôn kính Thưa các bạn như vậy Có phải là không bình đẳng hay không bình đẳng của phương tây bạn phải hiểu cho chính xác bình đẳng của họ là nói với bạn mỗi người đều có một tờ phiếu bầu chứ không phải đại biểu cho sự cống hiến của mỗi một người đối với xã hội là như nhau và khi mỗi người đều bình đẳng một vị tể tướng bình đẳng với một người ăn mày người ăn mày sẽ ngạo mạn coi thường người cho nên cái tâm cung kính phải từ sự cống hiến của họ đối với xã hội mà đặc định lễ nghi Như vậy mới là có thứ lớp Nếu không toàn bộ xã hội ai cũng không sợ ai Thành một nhóm loạn Cho nên khi người này rất có đức hạnh Lại là cán bộ quan trọng của quốc gia Hơn nữa lại thường hay yêu thương nhân dân Luôn luôn dạch ra Một số chính sách có lợi cho quốc gia Lẽ nào bạn nhìn thấy vị quan tốt như vậy Mà bạn ngay cả cái lễ cũng không chủ động đi hành lễ với họ hay sao và lại trong khi chúng ta có lễ đối với người hiền đức là đã tạo nên tấm gương tốt cho học trò và con cháu chúng ta là dạy họ thấy người hiền nghĩ làm sao cho bằng họ cho nên rất nhiều thái độ của người Trung Quốc chúng ta đều có ảnh hưởng sâu xa chỉ là do chúng ta hiện nay con cháu không có đi thâm nhập tìm hiểu là không có sức phán đoán cho nên tôn hiền quan trọng và tôn trọng người già càng quan trọng hơn thời gian cống hiến của người già đối với xã hội dài hơn chúng ta không có thế hệ trước thì đâu có thế hệ sau cho nên nhớ ơn các bậc hiện tại đời trước thì dân dân mới có thể thuần phát hiền hậu gọi là dân đức mới có thể quy hậu những lời giáo huấn này quá quan trọng Chúng tôi lần này đến Hà Môn để diễn giảng Cũng rất nhiều nơi đến nghe Như từ Châu cũng có người đến Trong đó có một nơi là khu vực địa phương Phúc Kiến tên Long Nham Có đến mấy vị thầy giáo Trong đó có một vị thầy giáo Thầy lên buộc để chia sẻ vô cùng có ý nghĩa Thầy nói tôi là đến nghe giảng xong mới biết đạo Hiếu là gốc của Đức Hạnh Mới biết phu tử Ở trong Hiếu Kinh nói phù hiếu đức chi bản giả nhưng mà cái phần hiểu này của thầy không phải là hiểu ở trên văn tự thầy là ấn chứng câu nói này là chân thật không dối bởi vì quê hương của thầy toàn bộ đều là họ ngô toàn bộ làng là xóm của họ chia thành mười mấy đơn vị thầy là một đơn vị trong số đó cái đơn vị họ Có bốn mươi mấy hộ gia đình Đã sinh ra Một trăm lẻ tám sinh viên Tốt nghiệp đại học Sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên Một trăm lẻ tám người Chỉ có một người chưa tốt nghiệp đại học Giả lại người này Vẫn là sau khi thi đậu xong Học đến nửa chừng thì nghỉ học Cho nên là không có người nào không thi đổ đại học Tại vì sao tốt chức Của bốn mươi mấy hộ gia đình họ tốt như vậy bởi vì họ từ nhỏ Người lớn liền nói với họ Tiết thanh minh Ngày lễ quan trọng Tết âm lịch nhất định phải về thăm cha mẹ Cái này gọi là nhớ ân Không quên gốc Mỗi năm vào ngày mồng một đầu năm Tất cả con cái đều đưa mẹ đi lễ Phật Đi thắp hương Không phải đi chơi Lễ Phật xong Thắp hương xong Sau khi đưa mẹ về nhà xong Để đi viếng thăm toàn bộ bậc trưởng lão Trong làng Chúc Tết với họ Hiện nay vẫn còn loại nơi này Sau khi chúc Tết xong Tất cả những bạn bè thân thích Cùng trang lứa tụ tập vào một cái trường tiểu học Ở trong làng này của họ Cùng giao thảo luận tâm đắc học tập Kinh nghiệm làm việc trong một năm này giao lưu lẫn nhau cho nên có phong khí như vậy thảo nào sinh ra tố chất đều như vậy cho nên bất kỳ việc gì cũng không có ngẫu nhiên bởi vì cái thị trấn làng quê này nắm được căn bản của học vấn căn bản ở chỗ nào vậy hiếu và để mỗi năm phải đi chúc tết các bậc trưởng lão là chúng ta nói Cung kính Đối với bậc tôn trưởng Cũng là thực tiễn Xuất tắc để Cho nên hiếu và để Đó là gốc của nhân Là chữ nhân trong nhân ái Cho nên một cách tự nhiên Làm trưởng dưỡng cái tâm Luôn luôn nghĩ thay cho người khác của họ Cho nên chúng ta từ chỗ này Cũng thể hội được Con cái đức hạnh tốt Thì thành tích Như thế nào vậy? Nhất định tốt Giả lại cái tốt của họ Không phải là do Dùng ép mà ra Là tự động Tự phát Cho nên trưởng dưỡng những thái độ quan trọng này Cho con cái Là tối quan trọng đối với Thành tựu của cả đời nó Cho nên điểm thứ hai là Kính trọng Tôn trưởng Điểm thứ ba chúng ta xem Làm thiện cùng người Và khuyên người Làm thiện làm thiện cùng người là làm cùng nhau với người ta Các vị bằng hữu Các bạn hiện nay là đang làm việc thiện Đang làm việc thiện cùng người Chúng ta hiện nay đang cùng nhau diễn một vở kịch Tức là cùng nhau học tập giáo huấn thánh hiền Nếu như các vị không đến nghe Bên dưới chỉ có hai người Tôi không có niềm tin tôi không thể giảng được Vở kịch đó là không thể diễn thành công được cho nên có người diễn kịch và người xem kịch bên dưới mới có thể đem vở kịch này diễn tốt được. Cái này gọi là công đức bình đẳng. Cho nên tôi đã từng xem một tập truyền hình có một bộ phim nhiều tập rất hay là Khổng Tử truyện. Cái bộ phim này quá hay. Tôi mỗi lần xem đều khóc. Quá cảm động, nhưng mà loại khóc đó Mỗi lần xem là giống như tâm linh của bạn Được trong sạch một lần vậy Ở Hồng Kông có bán hay không vậy Không có bán à Thế là có cơ hội chúng tôi mua hộ cho Tôi cũng sắp trở thành người bán sĩ khổng tử truyện rồi Tôi mỗi lần vào trong cửa hàng Tôi liền lấy của họ 8 bộ 10 bộ Rồi rất nhanh chóng liền đưa đi ngay Tôi mua ở Hải Khẩu 105 nhân dân tệ Khổng tử truyện xem rất hay Đóng vô cùng vô cùng hay Trong đó có một tập Là rất nhiều học trò Đến nhà Khổng tử Để tiếp nhận khổng phu tử chỉ dạy Ngoài ra có một vị đại công thần Ở hậu trường Không than giảng Quán trách Giúp khổng phu tử dạy học Không than giảng quán trách chiêu đại xuống học trò này Ba bữa ăn mặc ở đi lại vị nào vậy chính là vợ của khổng vô tử khi bà giúp học trò Của khổng vô tử lấy thức ăn để mặt lúc nào cũng tươi cười tôi nói vợ của vô tử với những việc mà ngài làm công đức như nhau bởi vì cái tâm đó đều là niệm niệm hy vọng học trò có thể thành tựu học vấn cho nên khi người khác đang làm việc tốt Chúng ta cũng vô cùng quan hỷ Cùng làm với họ Tùy hỷ công đức với họ Thế thì không hai Không khác Cho nên khi người khác có thiện hạnh Chúng ta nếu có thừa khả năng Hãy giúp đỡ Nhưng mà nếu như thật sự không được Đúng lúc thời gian của bạn lại không cho phép Giờ lúc này bạn phát tâm Từ trong tâm hãy tán thán Hãy tùy hỷ đó cũng là đang hành thiện đang làm thiện cùng với người ở trong cái thời đại này người thiện thường bị phỉ báng người tốt thường hay bị phê bình vì sao vậy bởi vì người tốt đang làm việc người khác thấy trong mắt rất khó chịu rất khó chịu thấy người quá tốt họ giống như cảm thấy bị đè lên họ cho nên họ có khi dùng ngôn ngữ để đố kỵ để chướng ngại cho nên việc tốt không dễ thành công người tốt thường hay bị phê bình vào lúc này chúng ta cũng nên kịp thời dành cho những đồng nghiệp này những người bạn tốt này cho họ một số cổ vũ tinh thần dùng ngôn ngữ của bạn cũng được dùng cử chỉ của bạn cũng tốt nếu như bạn nhìn thấy một vị thầy giáo vô cùng chăm chỉ dạy học cuối cùng cũng không được mọi người vỗ tay chúng ta nên chủ động đến vỗ vào vai của thầy loại việc này tôi thường làm Giáo dục là vẫn còn có thầy cô như các bạn thế này Cho nên vẫn có thể hiên ngang bất khuất Họ vốn dĩ đã sắp rất mệt mỏi rồi Bỗng nhiên vừa nghe liền ngẩng đầu người khỏe ra ngay Cổ vũ họ thêm nữa Bởi vì mỗi người đều cần người khác động viên Người khác quan tâm Cho nên Bạn nên đi cổ vũ, đi tán tháng Đi cũng là làm thiện cùng người tiếp nữa khuyên người làm thiện các vị bằng hữu dùng cái gì khuyên vậy ồ trình độ của các bạn cao như vậy có thể dùng ngôn ngữ khuyên chúng ta nói khuyên người nhất thời dùng miệng khuyên người trăm đời dùng sách mà có thể viết ra lời chỉ dạy rất hay là giống như tiên sinh viên liễu phàm vậy đã truyền được mấy trăm năm rồi khuyên người dùng miệng chúng ta ở phía trước có nhắc đến khi khuyên người trước tiên phải xem xét thời thế trước tiên phải có đầy đủ tín nhiệm đầy đủ hiến dân thì hãy khuyên trong khi khuyên bằng ngôn ngữ còn phải quan sát thời cơ bạn cũng không nên khuyên một cách quá đường đột nên khuyên lỗi ở nơi phòng riêng khi những trí tuệ này của bạn đều đầy đủ thì hiệu quả khuyên người nhất định sẽ rất tốt khuyên người trăm đời dùng sách một người nếu thật sự có thể có sách truyền đời không phải bạn biết viết chữ là được vấn đề căn bản vẫn là ở lập đức ở lập công dùng đức hành của bạn dùng sự cố gắng làm những việc lợi ích xã hội trong đời này của bạn và khi bạn làm được những việc lợi ích xã hội này Người ta mới cảm thấy bạn là người có thực tài Thực học Dân chương mà bạn lưu lại Người ta khi đọc đến mới cảm thấy rất chắc chắn Mới cảm thấy rất có lợi Rất thuyết phục Cho nên muốn để lại sách Cũng phải bắt đầu cố gắng lập thân hành đạo từ bây giờ Người hiện nay dùng miệng khuyên có dễ khuyên hay không? cho nên khuyên người cũng phải hiểu tình trạng hiện thực cho nên chúng ta buổi sớm nhắc đến ở trong thế giới người lớn người ta sẽ không nghe bạn nói cái gì cả người ta chỉ biết nhìn bạn làm gì cho nên học đệ tử quy không phải đi bảo người ta làm đệ tử quy học đệ tử quy là mình nhất định trước tiên phải làm được anh thương em em kính anh thì anh em của bạn bắt đầu cảm động rồi Khi bạn làm được Đông phải ấm, hạ phải mát Thì cha mẹ bạn liền bắt đầu cảm động ngay Khi bạn làm được Phạm là người đều yêu thương Thì người tiếp xúc với bạn Đều như tắm trong gió xuân Thời cơ bạn khuyên ngọ đã chín mùi rồi Cho nên muốn gì người diễn thuyết Diễn ở phía trước Diễn đẹp rồi sau đó hãy nói Gọi là biết chỗ trước sau Là gần giới đạo khuyên người rồi vậy Tốt rồi, buổi giảng hôm nay trước tiên chỉ đến chỗ này Cảm ơn mọi người